rất cảm ơn quý vị vẫn giữ băng tần 57.14 của đài VMTV và Nam Yến và anh Trần Đức Vũ Anh từ tổ chức CalOptima Pace đang thư chuyện với quý vị về cái chương trình Pace của CalOptima. Đây là một cái chương trình All Inclusive Care, có nghĩa là chăm sóc toàn diện cho các bác cao niên từ 55 tuổi trở lên để giúp cho các bác sống an toàn và khỏe mạnh và không cần phải vô nursing home. Anh Vũ Anh, lúc nãy mình đã nói về cái làm sao để mà mình có thể đủ điều kiện vô trong chương trình Pace và những cái dịch vụ mà trung tâm Pace cung cấp cho các bác, thì em thấy là rất là hay. Và nếu như em mà có cha mẹ mà có hội đủ điều kiện, em chắc chắn là cũng sẽ gửi cha mẹ của em vô chương trình của trung tâm Pace. Nhưng mà có một cái điều nữa mà bản thân Nam Yến cũng như là có thể quý vị khán thính giả quan tâm là một cái chương trình hay như vậy thì có tốn phí hay không, và phải làm như thế nào? Nếu như mà nó quá đắt thì có thể là tụi em sẽ không có đủ khả năng, thưa đúng anh rồi. Thì cái chương trình này dành cho những vị mà 55 tuổi trở lên có những cái bệnh như vậy hồi nãy như Vũ Anh đã trình bày. Cái điều đầu tiên là nếu mà để được vô chương trình, quý vị có Medi-Cal. Medi-Cal là cái phần của tiểu bang đó, là CalOptima đó, mà không có share cost. Nếu mà có share cost, tức là cái phần chia sẻ phí tổn đó, thì là quý vị phải trả tiền phần chia sẻ phí tổn đó. Còn nếu không, nếu mà quý vị chỉ có Medi-Cal không hoàn toàn á, thì CalOptima được vô CalOptima Pace miễn phí luôn. Miễn phí. Rồi cái thứ hai nữa là Medicare và Medi-Cal, người Việt mình hay gọi là Medi-Medi đó, thì cái phần Medi-Cal của quý vị cũng không có share cost. Thì nếu mà có chương trình chia sẻ phí tổn thì quý vị cũng phải trả phần đó để vô chương trình. Ngoài ra chúng tôi nhận những người có Medicare không nữa. Nhưng mà Medicare không thì nó quý vị phải trả cái phần tiền premium của Medicare và phần tiền Medicare Part D, phần D nữa, phần thuốc cho quý vị nữa thì mới vô chương trình. Đó, là cái Part D thì hầu như ai mà có Medicare không cũng phải trả, chứ nếu không cái tiền thuốc của mình rất là mắc anh. Đúng rồi, dạ. Đó thì mới đây cũng có một cái tham dự viên muốn tham dự vô chương trình mà chỉ có Medicare không thôi. Thì tùy theo mỗi người thì chúng tôi sẽ tính toán cái phần premium của quý vị là bao nhiêu. Đó là như vậy. Mà thường thường mình thấy average, đương nhiên là mỗi một cái trường hợp nó sẽ khác nhau, nhưng mà thường thường là khoảng từ bao nhiêu tới bao nhiêu? Ước định thôi thì nó cũng hơi cao đó, từ 4 tới 5 ngàn tùy theo mỗi người. 4 tới 5 ngàn một tháng á hả? Là chỉ có Medicare không thôi, mà không có Medicare đó. Đó. Còn nếu như các bác mà có Medicare coi như là hoàn toàn miễn phí. Yeah. Yeah. Nhưng mà thật sự ra đối với mà những bác mà có Medicare không đó, quý vị phải nhớ là Medicare chỉ có trả 80% những cái dịch vụ mà mình cần, thì cái 20% còn lại đó, mà đối với một cái dịch vụ mà như CalOptima Pace mà all inclusive như vậy, mình không có cần phải thêm những cái dịch vụ gì khác, mà mình có ăn uống, có vui chơi, có transportation là xe đưa đón luôn, rồi cả người đến nhà chăm sóc nữa, thì 4 đến 5 ngàn đối với những bác mà có điều kiện thì cũng không phải gọi không quá mắc. Đúng rồi. Tại vì nếu như mình nghĩ đi, một cái phí tổn để mà mình vô nursing home mà nursing home Medicare không có cover quý vị, chỉ có những người có Medi-Cal mới cover thôi, mà để mà mình có thể remain at home với con cái mà mình sống khỏe, sống tốt, thì đối với những bác mà có điều kiện thì không phải gọi là quá là mắc, đúng không ạ? Đúng. Tại Vũ Anh cũng có một người bạn thân mới đưa bà ngoại vô trong cái nursing home á, thì một ngày 280 đồng. Dạ, yeah, đúng một rồi ngày. Tại vì họ không thì có Medi-Cal. Quý vị nhân lên đi, quý vị biết là bao nhiêu tiền. Đó, thành ra là như vậy. Mà đương nhiên thì là con là cái không có muốn cha mẹ mình vô nursing home đâu. Tại vì thường thường vô nursing home thì cũng buồn lắm. Trước đây Nam Yến đi làm thì cũng hay đi vô nursing home để thăm các bác đó. Đúng, anh cũng vậy đó. Thì nhìn hơi buồn một chút. Còn nếu mà vô những cái trung tâm, tại vì trước đây em cũng đã có tour trung tâm Pace rồi, rất là vui. Tại vì các bác hát hò chơi bingo đồ này kia đủ thứ hết, mà lát nữa mình sẽ chia sẻ nhiều hơn nữa những cái những cái activities mà mình sẽ làm tại trung tâm Pace. Em muốn hỏi thêm một vấn đề nữa về cái các bác. Em biết là trung tâm Pace là nằm ở trên thành phố Garden Grove, thì đối với các bác mà không có gần trung tâm Pace thì mình sẽ phải làm như thế nào, thưa anh? Cảm ơn Nam Yến đã hỏi cái câu hỏi này. Thì một cái tin vui cho tất cả những cái đồng hương của mình, hoặc là tất cả những người tham dự viên muốn tham gia vô chương trình CalOptima Pace, là sau khi mà làm việc và tổ chức được 4 năm thì CalOptima Pace kết hợp với những cái trung tâm cao niên khác, 5 trung tâm cao niên khác, nó cho đúng là 5 trung tâm cao niên khác ở trong quận Cam của mình, để mà phục vụ cho quý vị. Thứ nhất là Acacia, cũng nằm ở Garden Grove luôn.
Em biết cái, Acacia là ngay chỗ City Hall của Garden Grove, rất là gần. Dạ, cái thứ hai là South County thì nằm ở ở dưới vùng Nam California của mình, dành cho những cái quý vị nào ở dưới Irvine trở đi. Sau đó là Senior Surf của Anaheim, Senior Surf của Santa Ana. Đó. Và một cái Seabass nữa là Salton. Salton là dành cho những người nói tiếng Trung Đông. Thì tại sao mà chúng tôi kết hợp như vậy? Quý vị thấy là nếu mà Captima chỉ có ở Gandro không thì đưa đón quý vị, thí dụ quý vị ở Irvine hoặc ở Lake Forest mà chạy tới lên tới trên trên này nó rất là xa. Đúng rồi. Thành ra chúng tôi kết hợp với những trung tâm đó đưa đón quý vị tới trung tâm đó sinh hoạt. Rồi một cái nữa là để như thế nào, người Việt Nam mình thì sống ở ở vùng này rất là nhiều, nhưng mà thí dụ những người nói tiếng Tây Ban Nha thì sống ở Santa Ana nhiều, thì mình kết hợp với trung tâm Senior Surf ở Santa Ana thì đưa quý vị đó đến đến đó để sinh hoạt và nói cùng ngôn ngữ đó. Cái mục đích chính là cho quý vị ăn uống cũng vậy, ăn uống đồ thức ăn của người Mỹ, người nói tiếng Tây Ban Nha thì nó khác. Đúng rồi. Người Trung Đông thì ăn khác, còn người Việt Nam ăn khác. Thành ra những cái trung tâm mà chúng tôi đưa quý vị tới hoặc chúng tôi kết hợp á, thì là nó vừa văn hóa, vừa ngôn ngữ, vừa tiện lợi cho quý vị cái đi xa hay đi gần, gần nhà quý vị. Và một cái nữa là chăm sóc sức khỏe, thì mỗi trung tâm nó kết hợp, nó phối hợp với nhau là như vậy để cho tiện cho quý vị. Thì chúng tôi đã có 5 trung tâm với nhau như vậy. Mà những cái trung tâm mình gọi là satellite đi, những cái trung tâm chi nhánh của Captima Pace thì cái dịch vụ nó có giống như là cái trung tâm chính của Captima Pace không anh? Tại vì tâm lý của mình là thường thường mình nghĩ tôi muốn đi đến trung tâm hơn cái trung tâm chính, tại vì tôi sợ là trung tâm phụ không có phục vụ tôi giống như là trung tâm chính. Thì nó có giống không thưa anh? Trước khi mà Captima Pace mà kết hợp với những trung tâm đó, đi tìm hiểu rất là kỹ, đi tới Acacia coi là đa số là người Việt Nam tới đó hát hò karaoke, người Việt Nam ăn uống Việt Nam luôn. Rồi xong rồi đi qua bên Senior Surf của Orange County mà ở Santa Ana và Anaheim á, thì phục vụ cho những người nói tiếng Tây Ban Nha. Thành ra rất là hay, đó là như vậy, nó không có khác gì hết, mà có khi những cái trung tâm đó là hay hơn và thích hợp hơn cho quý vị. Và khi mà quý vị bệnh thì nếu mà quý vị cần á, thì chúng tôi đưa vào trung tâm để khám bệnh hoặc là có bác sĩ tới nhà, nhưng mà cái sinh hoạt là quan trọng. Tại vì Vũ Anh và Nam Yến cứ nghĩ là người ta vui thì người ta sẽ khỏe, người ta đúng hạnh phúc hơn, người ta ít bệnh hơn. Đúng rồi. Thay vì mình đưa tới những cái chỗ giống người Việt Nam mà đưa tới cái chỗ nói tiếng Tây Ban Nha hoặc nói tiếng Anh không á, người ta cũng không thích. Đúng rồi. Mà đặc biệt thêm á, thí dụ như là những cái trung tâm đó có giải ESL. Đó, thành ra quý vị tới đó tham dự có vui nữa, sinh hoạt, rồi có nhạc nữa. Giống như là Tết này thì mỗi lần Tết nào, lễ hội nào thì là có chương trình cho lễ hội của đất nước đó. Như là những người nói tiếng Tây Ban Nha giống như Cinco de Mayo thì người ta cũng tổ chức những mời những cái ban nhạc hát tiếng Tây Ban Nha tới. Rồi Tết mình là mời những đội múa lân tới và ăn bánh mứt này kia. Đó, mình tổ chức những cái traditional như vậy, những cái truyền thống như vậy, văn hóa của mỗi dân tộc ngay tại trung tâm đó, để mọi sát dân mà tham gia trong trung tâm đó đều hiểu biết về cái văn hóa của những cái nước khác. Đúng rồi. Những người tham gia đúng rất rồi là hay. Với lại tại vì giống như bản thân mình đi, mình ở Hoa Kỳ, nhưng mà đương nhiên những cái lễ Tết của Việt Nam, lễ Tết truyền thống của Việt Nam của mình thì mình cũng muốn có một cái không khí vui chơi, và đặc biệt là đúng các rồi bác nữa, đúng, đúng không ạ? Để cho gợi nhớ cho các bác những cái năm trước đây các bác ở Việt Nam thì nó vui như thế nào. Em muốn hỏi anh là về cái vấn đề ngôn ngữ, anh có đề cập đến một chút xíu là cái trung tâm Acacia là dành cho các bác người Việt Nam nhiều, người Việt Nam nhiều hơn. Nhưng mà khi mà các bác mà muốn, bây giờ tôi muốn tham gia, bây giờ tôi gọi cho trung tâm Captima Pace thì có nhân viên tiếng Việt để mà trả lời những cái câu hỏi thắc mắc của tôi hay không, hay là sẽ là người tiếng Anh rồi tôi phải cần tìm cái người thông dịch để mà nói chuyện với nhân viên? Không cần. Nếu mà Nam Yến hỏi như vậy là anh Vũ Anh là người Việt Nam rồi. Nếu mà hỏi một ngôn ngữ khác thì nó không sao, nhưng mà ngôn ngữ Việt Nam là Vũ Anh. Vũ Anh là người trực tiếp nói chuyện với quý vị. Nói thật sự là Vũ Anh có một cái điện thoại cầm tay riêng, thành ra là nói thật sự là nói 24/24 cũng được. Tại vì khi mà trong giờ làm việc á, quý vị gọi vô trung tâm mà tất cả những người nhân viên mà receptionist nó bắt máy đó, người ta nghe nói tiếng Việt là người ta cứ chuyển máy cho Vũ Anh. Còn quý vị mà gọi cho Vũ Anh không bắt máy thì quý vị cứ để lời nhắn này và để số điện thoại rõ ràng thì Vũ Anh sẽ gọi lại liền. Thì sẽ không có sợ cái vấn đề đúng gì nữa hết, đúng không ạ?
Sắp tới Tết thì trung tâm CalOptima Peace có Tết Việt Nam của mình, thì trung tâm CalOptima Peace có một cái chương trình gì rất đặc biệt cho Tết Việt Nam truyền thống của mình hay không? Và ngoài những cái chương trình Tết thì throughout the year mình có những cái hoạt động gì để mà giúp cho các bác có thể hình dung ra được là tôi đến trung tâm Peace hàng ngày tôi sẽ làm những cái gì thưa anh? Đến trung tâm Peace quý vị sẽ được nè ăn trưa, chắc chắn là có một bữa ăn trưa. Nếu mà quý vị tới buổi sáng thì quý vị sẽ có ăn nhẹ một cái món gì đó, rồi xong rồi sinh hoạt là sao. Tới trưa bắt buộc phải tập thể dục. Vô chút xíu là phải tập thể dục tất cả các bác. Không nói nếu tất cả các bác nào mà ngồi xe lăn á vẫn phải đưa tay đưa chân lên tập. Đúng rồi, phải hoạt động cho cái máu huyết lưu thông. Có những cái nhân viên đi vòng vòng giúp đỡ các bác luôn, chứ không phải là chỉ có một người đọc ở trên đâu quý vị, mà có những nhân viên đi chung quanh giúp các bác đưa tay lên, đưa tay xuống, hoặc là cho các bác đứng dậy để tập thể dục. Ngày nào cũng vậy. Tới trưa cũng vậy, nếu mà quý vị tham gia buổi trưa là có tập thể dục. Rồi sau đó thì các bác chia ra, thí dụ ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu học ESL thì quý vị đó phải đi vô học ESL nếu mà thích. Hoặc là có những cái nhóm mà cầu nguyện nữa cũng rất là hay. Có một cái những người trong đó tham gia đó, người ta biết Kinh Thánh, rồi người ta cũng tới, người ta ngồi, người ta nói chuyện. Hoặc là có vẽ hình, hoặc là có chơi bingo, chơi lô tô của mình. Rồi nhạc thì phát nhạc Việt Nam, rồi phát nhạc tiếng Tây Ban Nha, phát nhạc tiếng Anh, thành ra rất là hay. Thành ra khi mà đi vô cái trung tâm á, quý vị không có nghĩ là một cái trung tâm cho một cái người nào nói tiếng Tây Ban Nha không, mà có tất cả. Quý vị sinh hoạt giống như là thí dụ tới mùa Halloween thì tất cả các bác ngồi chung lại với nhau, thí dụ chia làm một nhóm, mỗi bàn nó khoảng chừng 4-5 người đó là một cái bí đỏ bằng giấy báo. Những cái nhân viên đó là rất là giỏi, rất là hay là làm cái giấy báo như vậy. Rồi tới mùa nào đó, thí dụ chuẩn bị Noel thì mấy bác sẽ vẽ những cái hình ông già Noel, những cái hình này hình kia để mà chuẩn bị trang trí cho cái mùa lễ đó. Thành ra tới mùa lễ Tết cũng vậy. Thì đặc biệt là cái mùa lễ Tết năm nay thì chắc chắn là năm nào cũng có mùa lân. Và mời tất cả những quý vị tham gia năm đó mặc áo dài. Rồi xong rồi đặc biệt á, thưa quý vị, là ngày 8 tháng 2 á, là sau Tết 2 tuần thì CalOptima Peace sẽ tổ chức mời quý vị tới tham gia tham quan ở trung tâm từ 11 giờ tới 1 giờ. Chúng tôi có những thức ăn nhẹ cho người Việt Nam mình, có múa lân, có ca nhạc do một ca sĩ và violon nổi tiếng của cộng đồng mình làm host, với lại là anh chị Vương Hương và Luân Vũ nói luôn là sẽ biểu diễn trong đó. Thành ra từ 11 giờ tới 1 giờ ngày 8 tháng 2, quý vị có nhà ý muốn tham quan trung tâm quý vị, hoặc là muốn đưa cha mẹ tới tham quan trung tâm quý vị cứ tự nhiên tới, không có tốn gì hết. Quý vị tới tham gia sinh hoạt, ăn uống, vui chơi để biết trung tâm mình. Ngoài ra quý vị có thể, nếu quý vị khỏe mạnh, quý vị có thể giới thiệu bạn bè, những người thân của mình tới trung tâm của mình. Là ngày 8 tháng 2, từ 11 giờ cho tới 1 giờ. Là coi như cái giống như là một cái open house, phải open không house, mời quý vị tới tham quan để mà biết. Như vậy nếu quý vị thích thì chúng tôi sẽ ghi danh cho quý vị. Em là em thích lắm rồi đó. Em đợi tới khi mai mốt em 55 tuổi mà em hơi yếu là em cũng xin vô đó. Nếu như lúc đó mà CalOptima Peace tiếp tục phục vụ cộng đồng của mình. Thời gian sắp hết nhưng có một cái câu hỏi nữa mà em nghĩ là khá là quan trọng. Sau khi mà nghe tất cả những cái chương trình của CalOptima Peace em rất thích, cũng như là có thể một số quý vị khán thính giả là đã rất thích rồi, nhưng mà mình thường thường khi mà các bác lớn tuổi thì cũng hơi khó thay đổi, đặc biệt là các bác mà đã có những cái routine là mình ở nhà mình coi TV sẽ rất là khó để cho các bác thay đổi. Thì CalOptima Peace có cung cấp một cái ngày trial hay là một cái bữa để cho các bác đi thử, hoặc là một cái tour để mà các bác mắt thấy tai nghe những cái dịch vụ của mình trước khi mà đồng ý sign up cho cái chương trình không thưa anh? Cảm ơn em đã hỏi câu đó. Chắc chắn 100%, quý vị nào muốn tham quan bất kỳ lúc nào từ thứ hai tới thứ sáu, mà bữa đó để gọi cho Vũ Anh trước, Vũ Anh có thời gian mình làm cái hẹn với nhau, mời quý vị tham quan cái trung tâm của Vũ Anh, giới thiệu tất cả những chương trình như vậy. Tất cả các bác không có lo nữa. Một cái nữa, có những bác không thích đi ra ngoài mà muốn tham gia vô chương trình của CalOptima Peace, có một chương trình gọi là Peace at Home. Quý vị không cần tới trung tâm sinh hoạt, quý vị chỉ ở nhà, có bác sĩ tới chăm sóc cho quý vị. Cần cái gì thì cần giống như bác sĩ chuyên khoa,
chúng tôi làm giấy tờ chuyển quý vị đi bác sĩ chuyên khoa và xe chở quý vị đi. Rất là tiện, không có lo lắng. Thành ra hoặc là tất cả các bác nào muốn tham gia chương trình mà thí dụ như quý vị được hai tham gia sinh hoạt 2 hoặc 3 ngày một tuần mà quý vị bữa đó bệnh hoặc là Tết của mình chẳng hạn mình muốn ở nhà với con cái thì cứ gọi vô nhà chứ không có bắt buộc là phải ô tôi vô đó tôi bị bắt vô nó như vậy. Thì nhắc lại một lần nữa là cái chương trình mục đích chính của chương trình là giúp cho quý vị khỏe sống ở nhà, không bị vô nursing home, đó là mục đích chính của chương trình. Với cái sự chăm sóc dài hạn vừa y tế, vừa xã hội, vừa social, làm cho quý vị khỏe mạnh, cái đó là mục đích chính của chương trình của chúng tôi. Em cảm ơn anh Vũ Anh rất là nhiều đã dành thời gian cho chương trình Cuộc Sống Tươi Đẹp của em ngày hôm nay. Trước khi kết thúc chương trình, xin anh Vũ Anh hãy gửi một lời cuối cùng đến quý vị khán thính giả cũng như là một cái gì đó mà anh muốn gửi đến quý vị khán thính giả. Thì trước khi kết thúc chương trình thì cho Vũ Anh thưa với quý vị là địa chỉ của Captima Page là nằm ở 13300 đường Ganro, cũng thành phố Ganro luôn, gốc Ganro và Fairview. Thì điện thoại của Vũ Anh trực tiếp là 714-602-0598. Và nếu mà quý vị gọi không được thì quý vị cứ để lời nhắn lại nha. Thì nhân dịp năm mới tới thì không có gì hơn là lúc nào Vũ Anh cũng kính chúc ba mẹ của Vũ Anh, ông bà và tất cả các bác nghe chương trình đó, và tất cả các quý vị dù trẻ tới già bao nhiêu, trước tiên là sức khỏe, chúc em cũng vậy, sức khỏe, thứ hai là hạnh phúc và cái tâm mình lúc nào cũng bình an, cái đó là quan trọng, vừa tâm vừa thể chất mới là quan trọng, và đặc biệt là để mà mình vui vẻ hạnh phúc với người thân. Cảm ơn anh rất là nhiều. Kính thưa quý vị, một lần nữa số phone của anh Trần Đức Vũ Anh, số phone trực tiếp của anh Trần Đức Vũ Anh là 714-602-0598. Nếu quý vị gọi mà anh không bắt phone thì quý vị xin để lại lời nhắn và tên thì anh Vũ Anh sẽ gọi lại cho quý vị. Nếu quý vị nào muốn xem thông tin về Caroptima Page trên website của họ thì quý vị có thể truy cập tại caroptima.org là .org. Chương trình đã kết thúc thì Nam Yến cũng xin kính chúc quý vị một ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc, và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Cảm ơn quý vị.